Quý vị thân mến, nhà nào dùng bếp ga thì đều phải biết những điều này. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Lần lượt, những vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm vì sử dụng ga bất cẩn dẫn đến cháy nổ khiến các bà nội trợ phải dùng mình. Nguyên lý cháy nổ là do khí ga kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy, và chỉ cần ở trong nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra khi bật công tắc đèn, quạt, điện thoại, giày có kim loại tiếp xúc với mặt sàn thì rất dễ xảy ra cháy nổ. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số vụ nổ khí ga do người trong gia đình vô tình thực hiện, các hành động kích hoạt không phải là hiếm, như khi nhân viên đang thay bình ga thì người trong nhà đạp nổ xe máy phóng ra ngoài, khiến hơi ga bắt lửa phát nổ mạnh, người nhà bị bỏng. Ống dẫn ga bị dò, chủ nhà bật công tắc đèn, tia lửa điện sinh ra trong ổ cắm, làm hỗn hợp khí ga bốc cháy và phát nổ. Bếp ga không cháy, chủ nhà dừng bật lửa mồi, bất ngờ ngọn lửa bốc cao. Nhân viên đại lý ga sau đó xác định nguyên nhân bùng phát cháy là do ống dẫn ga bị dò bởi chuột cắn. Một số lưu ý để sử dụng ga an toàn. Không đặt ga trong tủ hộc, bếp kín, khi ga rò rỉ sẽ rất khó phát hiện. Hãy đặt bình ga nơi thông thoáng, khi có rò rỉ, ga sẽ tự phát tán đi, dễ phát hiện để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ cháy nổ. Hãy khóa van của bình ga ngay khi đun nấu xong, đặc biệt là sau bữa tối. Nên sử dụng loại bếp ga có bộ phận cảm ứng nhiệt tự động, ngắt ga khi nước tràn hoặc gió lùa làm bếp tắt. Nếu bếp không có bộ phận cảm ứng nhiệt thì khi đun phải thường xuyên chú ý để kịp thời tắt công tắc bếp nếu bếp bị tắt lửa do nước tràn hoặc gió lùa. Chỉ bật lại bếp khi không còn mùi ga trong khu vực bếp. Thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga, nếu phát hiện thấy có hiện tượng rạn nứt phải thông báo cho đại lý hoặc nhà phân phối để thay thế. Khi phát hiện có mùi ga tương tự như tắc mùi trứng thối, phải lập tức tắt các nguồn lửa, khóa van bình, đóng điều áp, tuyệt đối không đóng, ngắt công tắc điện, quạt điện làm phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ. Mở thoáng cửa ra vào thông với gian bếp, dùng các dụng cụ thủ công để quạt đẩy khí ga ra ngoài. Có thể dùng xà phòng bánh để bịt chỗ rò, rồi dùng băng keo hoặc dây cao su để hạn chế rò rỉ đến mức thấp nhất. Quét nước xà phòng để tìm chỗ rò rỉ, tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm. Trường hợp bình ga rò rỉ không khắc phục được, cần đưa đến nơi thoáng gió, xa cống rãnh, xa nguồn lửa và báo ngay cho cửa hàng đại lý cung cấp ga. Những nguyên tắc cơ bản cần làm khi xảy ra rò khí ga trong nhà. Khi ngửi thấy mùi ga trong nhà, phát hiện có rò khí ga, tuyệt đối không động đến bất kỳ thiết bị nào có thể phát ra tia lửa điện. Không bật công tắc đèn, quạt, đóng các mạch điện, kể cả điện thoại di động. Lập tức khóa van bình. Sử dụng các phương tiện thông gió thủ công, ví dụ như quạt nan, mảnh giấy để quạt tạt khí đi. Nếu quạt máy đang chạy thì vẫn để nguyên. Mở hết các cửa ở phía trên bếp, không phải là các cửa ngang bếp, để tạo đối lưu lên trên. Khi nào gần hết mùi mới được mở hết các cửa nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.